Hai năm qua, vườn vú sữa Hoàng Kim của gia đình anh Trần Ngọc Ẩn và Trần Ngọc Lợi ở xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trở thành điểm tham quan và học hỏi kinh nghiệm của nhà vườn trong và ngoài tỉnh Hậu Giang. Với diện tích 1 hecta, năm nay gia đình anh Lợi cung ứng cho thị trường gần 4.000 cây giống và 3 tấn trái. Đăng ký là xây dựng cái việt gáp theo hướng là trái cây sạch. Thì anh đã tháng 1 năm 2021 thì anh đã được là cấp là công nhận cái chuẩn việt gáp. Không chỉ vận động người dân áp dụng quy trình sản xuất nông sản theo hướng sạch, an toàn, thời gian qua, huyện Phụng Hiệp còn đẩy mạnh việc kêu gọi các công ty doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, nâng cao thu nhập trên cùng một diện tích canh tác. Nhiều mô hình sản xuất nông sản sạch ở trên địa bàn huyện Phụng Hiệp đã có hình thành từ 2-3 năm nay. Thì nó phải từng bước, tức là trước đó thì mình sử dụng một số loại thuốc trừ sâu. Thì năm thứ 2 thì mình ít hơn nữa và năm thứ 3 thì tuyệt đối không sử dụng các cái loại thuốc mà ta chỉ sử dụng các cái loại men vi sinh để nó an toàn cho sản phẩm và nó được chứng nhận cái nông sản sạch. Theo thống kê, chỉ tính riêng ở huyện Phụng Hiệp, hiện có 1.018 mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, trong đó có 109 mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao, áp dụng quy trình việt gáp, global gáp trên các sản phẩm như lúa, rau màu, cây ăn trái, chăn nuôi heo, thủy sản, với doanh thu từ 100 triệu đến 2 tỷ đồng một năm.